rất là thê thảm, như con cá ép, xương sẩu, xương sườn gãy ra. Và chính con là người lụm những miếng xương đó, nhét vào lại trong người không cậu. Và từ đó con cũng bị một tiếng oan nữa. Rồi người bạn con từ đó đến bây giờ không muốn gặp mặt con. Hơn những 3 tháng sau thì mẹ vợ con bị một chứng bệnh gọi là cảm gió đau đầu. Con cũng là người đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhưng trong bệnh viện thì con quen mấy bác sĩ rất là thân á. Mấy bác sĩ nói thôi để mẹ mày ở đây vài ngày đi cho bà khỏe rồi về. Nhưng trong vài ngày đó bà không biết uống thuốc bị sốc hay như thế nào đó, nhồi máu cơ tim và chết bất đắc kỳ tử trên giường bệnh, không biết nguyên do. Con lại một người lần nữa lúc này bị bên nội vợ từ bỏ. Cái mạng của mày đi đến đâu cũng làm người ta chết. Và con tưởng như yên rồi. Đến 3 tháng hơn sau, người em ruột con lại ra đi. Cái chết được báo động trước, mà con là người đêm hôm nó chết, con là người gần như có một cái linh cảm gì đó. Nó rất là nóng ruột, nóng gan, và mình muốn tìm nó để gặp nó, nghe được tiếng nói của nó. Nhưng tìm tất cả các phương tiện điện thoại cũng không được. Thì tìm đến được một cái số điện thoại quen ở trên nơi nó làm việc, là nó làm bên đài khí tượng thủy văn á, chuyên trực nước lũ á. Thì tìm được một số điện thoại người quen ở gần cái trạm đó. Người ta nói mới gặp thằng Phong nó đi nhậu ở đây thôi. Đó là 10:30 thì cũng yên tâm. Nhưng ngủ cũng chập chờn, đúng 1:30 thì báo tin về là em mày bị tai nạn chết rồi. Con gần như không còn biết đau đớn hay là khóc than gì nữa. Nghĩ cuộc đời này sao mà người chết sao dễ dữ. Sống thì lao đao, khổ tứ, đủ thứ, mà chết sao nhanh vậy. Cuối cùng con sinh ra chỗ không còn cần đến cái đời. Con nghĩ như thế. Và đối với con, những cái chết đó đối với con đã cho con rèn, giống như là rèn chui cái tâm thức gỗ đá của con đó. Vì ai cũng chửi con, ai cũng mắng con, ai cũng coi thường con, và người chết